Chắc hẳn bạn đã từng nghe tới hình ảnh hoa sen thành tàu, bánh xe Pháp uy nghi hay vỏ ốc sa cư kỳ ảo trong các bức tranh Phật giáo. Thế nhưng, bạn có biết rằng bánh xe Pháp, một trong nhóm 8 biểu tượng tốt lành, tức bát bửu, được cấu thành từ trục, nan hoa và vành, tượng trưng cho 3 khía cạnh của Phật thuyết về đạo đức, trí tuệ và định lực. Để có cái nhìn toàn diện về các biểu tượng phong phú, những mô típ thần thoại cùng các nghi lễ bí ẩn và vẻ đẹp nghệ thuật độc đáo, cũng như những triết lý thâm sâu của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Kim Cương Thừa Tây Tạng, thì Butterfly tin rằng cuốn sách Sổ tay biểu tượng Phật giáo Tây Tạng là cuốn sách mà bạn nhất định phải có. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Butterfly. Tây Tạng trong nhiều năm đã là vấn đề gây tranh cãi giữa Trung Quốc và quốc tế. Về cơ bản, trên danh nghĩa, đây là một khu vực tự trị của người Trung Quốc. Nhưng trên trường quốc tế, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Lý do chủ yếu đến từ những thỏa thuận và vi phạm của các bên. Thế nhưng chung quy lại thì Tây Tạng đã rơi vào tay của Trung Quốc. Vậy thì Trung Quốc đã lấy được Tây Tạng bằng cách nào? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Vấn đề ngàn năm của người Hán. Chúng ta hãy cùng đào sâu vào lịch sử một chút, cùng nhau trở về thời kỳ mà cái tên Tây Tạng còn chưa xuất hiện. Nếu ai là fan của Kim Dung thì chắc chắn sẽ biết tới cái tên Thổ Phồn gắn với nhân vật Cư Ma Chí trong bộ Thiên Long Bát Bộ. Đó chính là cội nguồn của vùng đất mà ngày nay chúng ta gọi là Tây Tạng. Trong hàng ngàn năm, chính sách của người Hán với bên ngoài luôn là bành trướng và bắt các nước khác phải quy phục. Và Thổ Phồn thì cũng không phải ngoại lệ. Nhà Đường, triều đại phong kiến được xem là rực rỡ nhất trong lịch sử Trung Quốc, chính là triều đại đầu tiên áp đặt tầm ảnh hưởng của người Hán vào đây. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, đây vẫn là một quốc gia độc lập cho đến thế kỷ thứ 13, khi mà mọi thứ đều phải quỳ gối trước vó ngựa Mông Cổ. Tới khi này, cái tên Thổ Phồn đã biến mất vĩnh viễn sau hàng thiên niên kỷ tồn tại. Và kể từ đó, trong suốt nhiều trăm năm, vùng đất này khi thì là lãnh thổ, lúc thì là chư hầu của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Cho tới năm 1912, cuộc cách mạng Tân Hợi dẫn tới sự sụp đổ của nhà Thanh, Tây Tạng đã tranh thủ thời kỳ tranh tối tranh sáng khi đó mà tuyên bố mình độc lập. Do khi này, các quân phiệt thì còn bận đánh nhau, tranh giành các thành phố lớn và chả ai thèm quan tâm tới vùng đất khắc nghiệt này, nên họ tạm thời yên ổn. Nhưng đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi. Năm 1949, Trung Quốc sau gần nửa thế kỷ chìm trong chiến tranh và bạo loạn đã được thống nhất dưới cái tên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu là Mao Trạch Đông lãnh đạo. Và đến bây giờ thì vấn đề Tây Tạng mới được đặt lại. Như đã từng nói, dù thời nào đi chăng nữa thì chủ trương đối ngoại của người Hán vẫn luôn là bành trướng. Lập tức, quân đội Trung Quốc đã tiến vào Tây Tạng với danh nghĩa là giải phóng hòa bình Tây Tạng. Và đương nhiên là không hề tồn tại hai chữ hòa bình đâu. Thực tế thì hai bên đã xảy ra giao chiến. Trong khi đó, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài để chống lại chính quyền Trung Quốc. Nhưng vào bối cảnh đó, không một quốc gia nào dám đứng lên tuyên bố công khai đối đầu với khối đỏ để mà giúp Tây Tạng cả. Và cuối cùng, cả hai đã đi tới thập thất điều hiệp nghị. Trong đó thì Tây Tạng sẽ trở thành một khu tự trị của Trung Quốc. Có tới 17 điều, nhưng các bạn chỉ cần quan tâm tới điều này thôi. Điều số 11 có đoạn viết: trong các vấn đề liên quan tới những cái khác nhau ở Tây Tạng sẽ không có sự ép buộc của các cơ quan trung ương. Chính quyền địa phương của Tây Tạng sẽ tiến hành các cuộc cải cách theo ý riêng của mình. Và khi người dân yêu cầu cải cách, họ sẽ được giải quyết bằng cách tham vấn với các nhân viên hàng đầu của Tây Tạng. Tại sao điều này lại quan trọng? Vì đây chính là cái cớ để Mao lợi dụng và tước đoạt quyền tự trị của Tây Tạng. Sau khi ký hiệp ước, về danh nghĩa, Đạt Lai Lạt Ma vẫn sẽ là người đứng đầu khu vực này, nhưng sẽ phải có thêm những cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc đóng tại đây. Mao Trạch Đông đã tính kế lâu dài để chờ đợi thời cơ nuốt trọn nơi này. Tây Tạng tới khi này vẫn duy trì chế độ theo kiểu phong kiến, có địa chủ và nô lệ, giống hệt như vài trăm năm trước. Việc bóc lột sức lao động của người dân ở tầng lớp dưới và khoảng cách giàu nghèo chênh lệch đã tạo ra những mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội Tây Tạng. Và theo điều 11 của hiệp định thì có chữ: khi người dân yêu cầu cải cách, đó chính là cái tử huyệt chết người mà các lãnh đạo Tây Tạng đã không nhìn ra. Chắc chắn, trong số chúng ta thì không ai muốn làm nô lệ cả. Và người dân tại đây thì cũng vậy. Yêu cầu cải cách là điều tất nhiên.
và thế là cái bẫy mà Mao Trạch Đông giăng ra đã thành công. Trung Quốc đã tiến hành cải cách, hủy bỏ chế độ nông nô, giải phóng tầng lớp nô lệ và xóa bỏ đẳng cấp phong kiến tại Tây Tạng theo đúng ý của người dân. Và tới khi này, nó dẫn tới cuộc nổi dậy Tây Tạng năm 1959 của giới chủ nô và các lãnh đạo tăng lữ nhằm giữ lại đặc quyền này. Trung Quốc đã đường đường chính chính đưa quân đội vào Tây Tạng để dẹp loạn các cuộc nổi dậy. Và kết quả là khoảng 89.000 người đã thiệt mạng. Cuộc nổi dậy bị dập tắt. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tenzi Gyatso đã phải lưu vong sang Ấn Độ. Chính phủ Tây Tạng đã bị giải tán. Chế độ nông nô thì bị xóa bỏ. Nông nô được giải phóng và trở thành xã viên trong các công xã nhân dân. Đất đai của chủ nô và tu viện thì bị quốc hữu hóa. Quả là một nước đi khôn ngoan, tạo mâu thuẫn, bán giải pháp và cuối cùng là thu cả vốn lẫn lãi. Mao Trạch Đông đã một lần nữa đem Tây Tạng vào quyền kiểm soát của người Hán, giống như hàng trăm năm trước. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đối với Mao Trạch Đông nói riêng hay người Hán nói chung, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Người Tạng chỉ vừa mới bước từ nhà tù này sang một cái hầm ngục khác mà thôi. Trung Quốc đã phải hứng chịu nạn đói trên diện rộng từ năm 1959 đến năm 1961. Hạn hán và thời tiết xấu đã đóng một phần, cũng như các chính sách sai lầm của đại nhảy vọt thì đóng góp phần lớn khác gây ra nạn đói. Ước tính về số người thiệt mạng thì khác nhau. Theo thống kê chính thức của chính phủ Trung Quốc, đã có tới 15 triệu người thiệt mạng trên toàn Trung Quốc. Một con số ước tính khác thì cho ra là 20 đến 40 triệu người thiệt mạng. Trong đó thì có khoảng 200.000 đến 1 triệu người Tây Tạng thiệt mạng vì đói. Ngay sau đó, cuộc cách mạng văn hóa, dù sinh ra từ mục tiêu chính trị là lấy lại quyền lực cho Mao Trạch Đông, nhưng nó thì cũng vô tình giúp người Hán có một nước đi rất xa trong việc biến Tây Tạng thành một tỉnh hoàn toàn của Trung Quốc. Đó là hủy diệt văn hóa. Nhiều người Tây Tạng đã bị tù đày trong giai đoạn này, và số lượng các tu viện còn nguyên vẹn ở Tây Tạng đã giảm từ hàng ngàn xuống còn có dưới 10. Sự căm phẫn của người Tây Tạng đối với người Hán đã ngày càng trở nên sâu sắc. Theo thỏa thuận 17 điểm năm 1951, chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đưa ra một số chủ trương. Trong đó thì có hứa duy trì hệ thống chính trị hiện có của Tây Tạng, duy trì địa vị và chức năng của Đức Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma, bảo vệ quyền tự do tôn giáo và các tu viện, đồng thời thì không được thúc ép việc tiến hành cải cách ở Tây Tạng. Ủy ban luật gia quốc tế phi chính phủ ICC cho rằng những cam kết này đã bị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vi phạm, và chính quyền Tây Tạng lưu vong hoàn toàn có thể tuyên bố xóa bỏ hiệp định như đã làm vào ngày 11 tháng 3 năm 1959. Thế nhưng, vấn đề là kẻ nào mạnh thì kẻ đó thắng. Giờ đây thì không gì có thể ngăn được Trung Quốc hủy diệt văn hóa ở Tây Tạng. Với việc tiêu trừ 4 cái cũ, thành trì văn hóa của Tây Tạng đã bị đập tới tận gốc rễ. Những người được cho là có tầm ảnh hưởng với dân chúng chỉ có hai con đường, thuận thì sống, mà chống thì chết. Với Mao Trạch Đông nói riêng hay người Hán nói chung, tiến hành cách mạng văn hóa không chỉ giúp ông ta lấy lại quyền lực mà còn đưa người Hán đặt một chân và chiến thắng trên con đường đồng hóa. Các thế hệ sau vẫn đi theo con đường này. Sau Mao là Đặng Tiểu Bình. Ông ta khôi phục di tích lịch sử thật đấy. Thế nhưng không phải là cho người Tạng mà là cho người Hán. Việc biểu tình của người Tạng là đương nhiên, thế nhưng đều có chung một kết cục. Đó là không bị dìm trong bể máu thì cũng là biển máu. Đặc biệt là dưới thời kỳ Hồ Cẩm Đào còn là bí thư đảng ủy Tây Tạng. Và cho tới ngày nay, việc dùng bạo lực thì luôn hiệu quả và nhanh gọn nhất để khiến người Hán đưa Tây Tạng vào vùng kiểm soát. Nằm trong top những cuốn sách bán chạy nhất hạng mục nghệ thuật và nhiếp ảnh tôn giáo trên Amazon, sau 8 năm miệt mài nghiên cứu với những hình ảnh minh họa được vẽ tay tỉ mỉ, độc quyền bởi tác giả Robert Beer, bạn sẽ được khám phá nghệ thuật Tây Tạng đầy lộng lẫy, tinh tế, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp sống động của những bức tranh, tượng Phật, những món đồ tạo tác mang đậm dấu ấn và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Cuốn sách này không chỉ dành cho những ai đam mê Phật giáo, mà còn là món quà tuyệt vời dành cho các nghệ sĩ, các nhà thiết kế, những người yêu thích nghệ thuật văn hóa phương Đông. Cuốn sách sẽ dẫn dắt bạn tới những giá trị tinh thần cao đẹp của Phật giáo, giúp bạn tìm thấy sự bình an về nội tâm và khám phá con đường giác ngộ trong chính bản thân mình. Kinh tế hoặc văn hóa. Không biết là vô tình hay cố ý, thế nhưng cuộc cách mạng văn hóa và cuộc đại nhảy vọt đã vẽ nên một thế cục không thể đảo ngược trong tiến trình đồng hóa của người Hán. Như mình đã nói ở trên, cách mạng văn hóa đã đập tới tận thành trì gốc rễ của văn hóa Tây Tạng. Trong khi đó thì đại nhảy vọt trước đó
đã đem lại sự nghèo đói, làm cho người Hán có thời cơ vàng để giành chiến thắng. Kết thúc một lần và mãi mãi, cuộc chiến giành quyền kiểm soát Tây Tạng kéo dài từ tận thời nhà Đường. Trong bộ phim The Godfather năm 1972, nhân vật chính bố già Don Vito Corleone đã nói rằng: "Ta sẽ đưa cho hắn một lời đề nghị mà hắn không thể chối từ." Và Trung Quốc, đúng hơn là Tập Cận Bình, đã đưa ra một bản đề nghị như vậy. Tập Cận Bình đã cho Tây Tạng hai sự lựa chọn: ngả theo ông ta thì có kinh tế, thoát đói nghèo, còn chống đối thì sẽ chết đói trước khi chết vì súng đạn. Vì như đã nói, đại nhảy vọt đã đưa kinh tế Tây Tạng nói riêng và Trung Quốc nói chung tụt lùi đến hàng thập kỷ. Khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, ông ta lo người Hán còn chưa xong thì nói gì tới người Tạng. Các đời lãnh đạo sau như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào thì đều như vậy. Họ tập trung vào vấn đề đưa người Hán đi lên, chứ cũng chẳng quan tâm mấy tới Tây Tạng. Và kết quả là dù kinh tế Trung Quốc phát triển rất nhanh, thu nhập của người Hán cũng tiệm cận mức các quốc gia phát triển, thì Tây Tạng vẫn giống như những năm 80-90 của thế kỷ trước, chỉ lo sao cho đủ ăn đủ mặc mà thôi. Và bây giờ, Tập Cận Bình đã tới và nói rằng: "Tôi sẽ giúp các ông bớt khổ hơn, nhưng phải nghe tôi." Đương nhiên là chẳng ai dám phản đối cả. Vật chất quyết định ý thức mà. Ngay lập tức, dòng tiền khổng lồ từ Trung ương đã đổ về đây như thác lũ. Trong 10 năm, kinh tế nơi đây đã thay da đổi thịt đến từng chi tiết. Năm 2018, GDP của Tây Tạng ước tính là 22,8 tỷ đô. Với dân số chỉ hơn 3 triệu người, thì GDP đầu người ở đây ở mức khá cao so với thế giới. Đi kèm với đó là điện, đường, trường trạm. Mọi tiện nghi cứ ùn ùn kéo tới như từ trên trở rơi xuống. Thế nhưng, như mình đã nói ở trên đời chẳng ai cho không ai cái gì cả. Mọi thứ thì đúng là như từ trên trở rơi xuống thật, thế nhưng là xuống tay người Hán. Người ta vẫn nói rằng thâm như tàu. Trung Quốc đương nhiên là muốn nắm đằng chuôi cả. Kinh tế nơi đây đi lên thì là chính xác. Thế nhưng vấn đề là kinh tế thì đều do người Hán làm chủ. Từ cơ sở hạ tầng, đất đai, nhà máy, trường học, hầu hết đều do người Hán làm chủ. Mà đã nắm được kinh tế thì coi như bước một chân vào chiến thắng rồi. Muốn bước nốt chân thứ hai, sau kinh tế thì phải tới văn hóa và dân số. Cuộc cách mạng văn hóa đã để lại một món quà muộn với người Hán. Đó là làm xói mòn văn hóa Tây Tạng và dân số nơi đây, cũng như thay đổi lối suy nghĩ của người Tạng. Số người Hán tại Tây Tạng đã tăng với tốc độ chóng mặt, thậm chí là gấp tới 3 lần người Tạng ở đây. Với cái tốc độ này thì khả năng là từ sau năm 2050, người Tạng sẽ chỉ còn được nhìn thấy trong các tài liệu lịch sử, giống như kiểu người da đỏ ở châu Mỹ mà thôi. Xin lưu ý, đây thì mới chỉ tính tới dân số thôi. Còn lực lượng an ninh, chính quyền của người Hán nắm đa phần số ghế thì con số này sẽ còn nhiều hơn nữa. Văn hóa được xóa bỏ một cách triệt để khi nhà thờ thì đã bị đập đi hết. Những biểu tượng của văn hóa Hán cứ thế mà chiếm chỗ. Từ ngôn ngữ, giáo dục đến quản lý đều đi theo mô hình của người Hán. Và Trung Quốc đã đặt được cả hai chân vào chiến thắng. Công việc còn lại của họ bây giờ sẽ chỉ là củng cố vững chắc và chờ người Tạng biến mất như người da đỏ bản địa tại châu Mỹ mà thôi. Năm 2021, Trung Quốc tiếp tục chơi lớn. Họ tất tay đầu tư khủng vào xây dựng tuyến đường sắt nối Hasa với Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Dự án này thì có chi phí lên tới 50 tỷ đô và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2030. Tác dụng của nó, ngoài việc đẩy mạnh thương mại, thì cũng là đẩy mạnh làn sóng Hán hóa người Tạng. Công bằng mà nói, thì dù mục đích của việc xây nên tuyến đường này là gì, thì phải công nhận rằng người Trung Quốc họ quá giỏi khi có thể xây được những công trình thế kỷ này ở độ cao hơn 4.000 mét với vô số khó khăn. Và trên đây là con đường mà Tây Tạng rơi vào tay của người Trung Quốc. Có thể thấy rằng người Hán đã thêm một lần nữa chiến thắng trong cuộc chiến đồng hóa của mình. Tập Cận Bình đã làm được điều mà các vị hoàng đế phong kiến Trung Quốc và các vị lãnh đạo đời đầu không thể làm được. Đó là đồng hóa triệt để Tây Tạng. Và việc khu tự trị Tây Tạng thành tỉnh Tây Tạng giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian.